Cách đây không lâu nhà báo người Úc Cốt Mắc Thai đã có bài viết trên Force Post, trong đó ông viết với đại ý rằng huấn luyện viên Park có thể gây hại cho lứa xuân trường công phượng. Bởi lối chơi phòng ngự khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết. Mới đây nhất, cây viết này tiếp tục có bài viết có ý công kích U23 Việt Nam sau khi chúng ta lột vào trận chung kết. Tác giả viết, không có gì ngạc nhiên sau khi tôi tranh luận vào tuần trước trên Force Post Asia rằng kết quả không phải là một điều to tát mà cần thiết hơn là những màn trình diễn tại giải đấu này, giải vô địch U23 không phục vụ cho Olympic, thì tôi bị công kích dữ dội với các cáo buộc không phản bóng đá. Làm giảm bớt những thành tựu lịch sử của các đội bóng nhỏ và có ý đồ phân biệt chủng tộc. Tôi không thèm tranh cãi về những lập luận đó nhưng giờ lại là thời điểm Việt Nam đã lọt đến trận chung kết. Thích hợp để tiếp tục đặt câu hỏi xem liệu cách thức mà họ làm như vậy gây cản trở hoặc hỗ trợ sự phát triển lâu dài của họ không.